Em bắt đầu mô hình này được khoảng 3 năm. Tại vì trong quá trình em nuôi thì bước đầu em không có rành, thì thấy là nó nóng quá, cái bắt đầu nó ăn uống kém, sinh sản cũng kém, thậm chí có thể hao hụt. Nên em thử mài mò thêm là em thay đặc tính của nó trên rừng, nó chịu được nhiệt độ mát, thì mình mới lắp thử điều hòa vào. Thì sau khi lắp vào em thấy nó rất là hiệu quả. Để mà nó đạt được năng suất tối đa luôn á, thì nhiệt độ môi trường nuôi mình phải mát, thì nó sẽ hạn chế được bệnh tật và nó sinh sản sẽ nhiều hơn. Hiện tại thì phía dưới một cái, phía trên em gắn hai cái, là tổng là 3 cái máy lạnh. Thường là biên độ nhiệt nó từ 24 đến 28 độ là lý tưởng nhất. Giống thì bước đầu em lấy từ trên núi An Lão, Bình Định. Giờ mình nuôi ra rồi sau này mình bán giống cho bà con chăn nuôi, rồi mình thâu lại giống của họ. Khi vào cái mùa nó sinh sản, nó được nhiều thương phẩm á, thì mình bán ra thị trường mỗi ngày trung bình khoảng 5 đến 10 con.